chào các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm trước sau khi ra cái clip một ngày huấn luyện chó thì cũng có rất là nhiều bạn yêu thích, ủng hộ, cũng có nhiều bạn comment là kêu mình làm tập 2 đi. Nhưng mà bữa giờ Tết các bạn ơi, đâu có thời gian đâu mà huấn luyện cho nó thì up lên cho các bạn xem được. Thì hôm nay rảnh nè, cho nên là sáng mình mới tắm cho em nó xong rồi dắt đi dạo, rồi sẵn luyện lại hai cái bài tập hôm trước luôn. Cái bài thứ nhất là đi dây thì tương đối ổn rồi, bài thứ hai là lượm vật thể từ xa thì cái bài này cũng chưa biết làm sao nữa, tại bữa giờ lâu quá rồi chưa có tập lại cho em nó. Sẵn bữa nay đi mình có đem theo trái chanh dây nè đó, thì bây giờ mình sẽ tập lại coi nó còn nhớ bài không nha các bạn. Giờ trước tiên là phải tháo cọng dây xích ra cho nó một cái đã. Đây, tháo cọng dây xích ra nha con. Các bạn lưu ý nha, con chó mình đang huấn luyện á thì lúc nào đi chơi mình cũng phải dắt dây xích vậy nè, chứ thả dây xích ra mai mốt mà đeo vô lại là nó không nghe lời mình đâu. Rồi gỡ ra con ơi. Đây nè, có trái nè. Lớp rồi, trái đây con. Lại đây. Đó, nói chung cũng biết lượm đem lại cho mình nè các bạn ơi, nhưng mà chưa có làm tốt lắm, do hôm trước mình huấn luyện á là có thức ăn, hôm nay là không có thức ăn cho nên chưa quen, với lại chắc ăn Tết xong rồi quên bài hết rồi chứ gì. Cái này huấn luyện thêm vài lần nữa là nó biết rồi các bạn ơi, là ổn rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ đi vào cái bài tập số 3 luôn nha. Thì theo các bạn á, một con chó mà mình muốn đưa nó đi đây đi đó, đi chỗ xa á, thì mình phải làm như thế nào? Không lẽ cho nó chạy bộ theo đúng không? Thì cái cách tốt nhất á là dạy nó đi xe, thì lúc đó mình muốn chở nó đi đâu cũng được hết trơn á. Thì bây giờ mình sẽ đi về lấy xe để tập cho nó nha các bạn. Rồi đi về thôi con ơi. Về. Đi thôi. Để huấn luyện cho một con chó biết đi xe á thì cái đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đó chính là cái nón bảo hiểm. Các bạn biết lý do làm sao không? Tại vì con chó này cũng chưa từng đi xe bao giờ. Cái thứ hai á là kích thước của nó cũng khá là lớn, cho nên biết đâu trong quá trình di chuyển á mà nó nhảy xuống một cái mình cũng gặp nguy hiểm đó các bạn. Thì cái bài tập này á, các bạn cũng không có cần phải dùng thức ăn để dụ nó đâu. Mình chỉ cần một cọng dây xích để giữ nó lại là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn luôn. Đó. Bước đầu tiên là mình sẽ ẵm con chó lên xe. Trời ơi, nặng quá. Rồi. Bỏ lên xe. Các bạn lưu ý là cái khoảng trống ở trước xe nó phải đủ rộng cho con chó nó ngồi, chứ không thôi là không có chở được đâu nha. Đó. Bây giờ mình sẽ đá chân trống lên. Đề máy. Với lại các bạn cũng phải chạy thiệt là chậm mới được. Chạy nhanh quá con chó nó giật mình á, nó nhảy xuống là mình cũng gặp nguy hiểm nữa. Đi thôi con ơi. Đây. Đó, nó muốn nhảy xuống nè các bạn. Hôm nay mình dừng tại đây nha các bạn. À, xuống đi con. Thì cái bài này nó cũng không khó lắm, chủ yếu nó khó ở chỗ là cái con chó này nó chưa quen cho nên là hay nhảy xuống, mình thì phải ẵm ngược nó lên. Nó hơi nặng cho nên hơi cực chút xíu thôi các bạn ơi. Thì cái này mình cũng phải tập luyện cho nó thêm khoảng 4-5 ngày nữa nó mới thuần thục được, rồi sau này mình cũng phải chở nó đi thường xuyên nó mới quen nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái bài tập tiếp theo là bài tập số 4. Mình sẽ tiếp tục chọn cái vườn xoài này để làm địa điểm huấn luyện cho con chó nha các bạn. Các bạn biết tại sao không? Tại nó rộng với mát chứ không có gì đặc biệt chân á. Miễn sao các bạn chọn được một cái chỗ rộng để con chó nó đi tới đi lui là được rồi. Thì cái bài tập này mình tạm gọi là theo tay. Những cái thứ mà các bạn cần chuẩn bị đó chính là một cái bịch thức ăn mà con chó thiệt là yêu thích. Với lại là con chó của bạn phải trong tình trạng đói nha. Đầu tiên á là mình sẽ đổ cái bịch thức ăn này ra tay. Sau khi có thức ăn trên tay rồi á thì mình sẽ cất nó vào túi nha các bạn. Đó, cất hết vào túi luôn. Còn cái bịch thức ăn này á thì mình sẽ đem cất ở chỗ khác. Đây, giờ mình sẽ tạm để đây đi. Để chỗ nào mà cho nó đừng thấy á. Rồi, bây giờ thì con chó của mình nó đã nghe mùi thức ăn và nó thèm rồi nè các bạn. Nó bắt đầu đi theo mình nè. Thì bây giờ mình sẽ lấy trong túi ra khoảng vài hộp thức ăn như thế này. Rồi bây giờ đưa cho nó thử trước. Thèm chưa? Rồi, nó sẽ đi theo cái tay mình. Theo. Đi con. Đã qua. Làm sao cho nó phải đi theo cái tay mình hoài luôn nha các bạn. Rồi, thì sau một lúc mình sẽ thưởng cho nó.
Đây ăn đi con. Ăn đi. Các bạn nhớ thì vẫn cho ăn trên tay nha, không được thả xuống đất cho nó ăn nha. Để nó biết trên tay mình có thức ăn. Hết thức ăn rồi thì mình sẽ lấy thêm. Đó. Thêm 3 hộp nữa đi. Rồi, đi theo nè con. Tiếp, đi theo. Rồi đi. Theo. Ở đây có thức ăn nè. Rồi, thưởng. Các bạn biết mục đích mình tập luyện cái bài này để làm chi không? Để con chó mình nó xác định được chỉ có trên tay mình mới có thức ăn thôi. Thì mai mốt á, nó sẽ tìm kiếm thức ăn ở trên tay mình. Thì mình sẽ dễ dàng ra những cái lệnh cho nó. Thì sau khi nó thực hiện lệnh xong, mình sẽ thưởng cho nó. Giống gì nè các bạn. Đó, nhiều lần thì nó sẽ quen nha. Thì các bạn thấy cái bài này tập nó chán lắm đúng không? Con chó mình chỉ đi tới đi lui vậy thôi chứ đâu làm trò gì đâu. Nhưng mà các bạn đừng bỏ qua cái bài này nha. Đây là một cái bài rất là quan trọng. Nó chính là tiền đề để các bạn tập những cái bài tiếp theo đó. Nè. Thưởng. Nè con. Đây. Đây, còn 3 hộp cuối cùng nè. Theo đi. Nè, tới đây thưởng cho. Rồi, ăn đi. À, vậy là hoàn thành nha các bạn. Chỉ còn 3 hộp cuối cùng trong tối thôi, mình cũng cho nó ăn xong rồi. Thì cái bài tập này mình sẽ dừng lại tại đây nha. Cũng như những cái bài tập khác thì các bạn phải tập cho nó nhiều lần, nhiều ngày thì nó mới làm quen được nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ dạy cho em nó cái bài xã hội hóa nha các bạn. Mà xã hội hóa là gì? Nói ngang thì các bạn cũng khó hiểu đúng không? Để mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu nha. Ví dụ như mình đi tới những cái nhà mà có những con chó nhốt lâu ngày lâu năm á, thì đi lại gần nó sủa rất là lớn đúng không? Có thể là nó cắn mình luôn. Rồi tại sao lại có những con chó mà người ta có thể dắt ra đường được nè, dắt đi công viên được, dắt tiếp xúc với trẻ nhỏ người lớn đều được. Đó là những con chó có tính xã hội hóa rất là tốt. Thì xã hội hóa nói chính xác ở đây có nghĩa là con chó của mình nó sẽ tiếp xúc được với xã hội nhiều hơn, nó làm quen được với con người với lại những cái loài động vật khác. Thì như con chó của mình hồi Tết á, là mình có dắt đi gặp mấy bạn nhỏ trong team Tony để chơi trò chơi nè. Rồi hàng ngày nó cũng tiếp xúc được với nhiều người. Rồi mình cũng ít có khi nào mà nhốt nó trong chuồng, trừ khi là bữa tối nó ngủ á thì mình nhốt nó trong chuồng cho đừng có mổ thôi các bạn ơi. Rồi bình thường nó cũng giỡn với những cái em chó xung quanh xóm mình. Gần xóm mình có nhiều chó lắm nha. Thì hôm nay cái tính xã hội hóa của con chó này mình sẽ đẩy lên ở mức độ khác. Có nghĩa là mình dắt nó đi gặp những cái bạn chó lạ hơn để xem phản ứng của nó như thế nào. Rồi để cho nó làm quen được với những con chó lạ. Thì mai mốt mình dắt ra đường nó gặp những con chó lạ hoặc là gặp những cái người lạ thì nó cũng không có bỡ ngỡ, nó cũng không có tấn công nha các bạn. Rồi giờ đi thôi con ơi. Đi, đừng làm biếng nữa. Về thôi. Đi nè, đi chơi nè. Đi nha. Xuống, tới rồi. À, tới nhà ngoại mình rồi nha các bạn. Ở đây ông cậu mình ổng nuôi tới 6-7 con chó lận. Vô đây cho con này tạm quen là ngon luôn. Bao ok luôn á. Thì đó, các bạn đã bắt đầu nghe được cái tiếng sủa của tụi nó chưa? 6-7 con mà sủa một lượt mà điếc cái lỗ tai luôn nha. Trời, vô con ơi. Bây giờ biết làm sao ông cậu mình nuôi nhiều vậy không các bạn? Tại vì là ổng cứ đi ra ngoài đường á, ổng thấy người ta bán chó, sợ người ta không thương hoặc là bán thịt cái gặp là mua về giết sát cái con luôn. Rồi chó mẹ đẻ ra cái con đẻ ra chó cháu, giết được cả đống, giờ là nguyên bài luôn. Đây các bạn thấy nè, đây là mấy cái chuồng chó. Thì thường là ổng nhốt mấy con chó là ổng chơi nè, ăn ngày là ổng đi làm, sợ đi ra ngoài đường cái là người ta bắt nữa. Còn mấy con chó ở bên này nè là nó chỉ ở trong hàng rào thôi cho nên là khỏi nhốt. Bây giờ chắc mình cho con chó mình đi được không? Quen với con này có nha các bạn. Đây nè, đọc chuyện cho các bạn coi cái này mắc cười lắm nè. Con chó nó sợ nó run hết trơn luôn. Nó run nó sợ. Ở bên đây đó các bạn ơi.
con chó bên đây nó cũng vung lên luôn à. Nó sợ đó. Gặp con chó mình nó sợ nó rung luôn á. Con nào con nào. Đâu con, đâu con. Dắt qua đây. Giờ mình sẽ dắt qua đây cho làm quen với mấy con chó bên này nha các bạn. Mấy con chó trong chuồng khó tiếp xúc quá. Đi con. Đi. Đi 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 đi. Đi. Đi, 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 đi. Chưa chân chạy nữa các bạn ơi. Ở bên này là mình nhớ còn một con cột đây nữa. Qua đây cho chắc ăn. Qua lại cái con cột rồi nó khỏi chạy. Đi con, đi con, đi con. Đi 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 nè. Ủa? À, có con chó con nữa nè. Nó mới đẻ thêm con chó con nữa nè các bạn. Dễ thương lắm. Đó. Xuống bắt. Thêm được chó con nè, dễ thương không? Đó, màu bạc bạc. Này là không biết con của con chó nào đây. Sổ quá sổ rồi. Rồi dễ thương quá. Nè con. Nè, dễ thương không? Em nè. Em nè. Cho nó làm quen với chó con nha các bạn. Cái này coi như là em bé. Đó, thử rồi. Thử rồi, làm quen với em đi. Làm quen với em đi. Rồi xuống đây, mình sẽ cho nó làm quen với con chó cột dưới này nha các bạn. Có thể con này là con chó mẹ. Sau một tiếng đồng hồ vật vã thì cuối cùng em chó mình cũng đã thành công rồi nha các bạn. Nhưng mà làm quen với con chó nhỏ xíu này nè. Còn mấy con chó lớn sủa hoài à. Kiểu này là mai mốt mình phải dắt nó qua đây thường xuyên á thì mới quen được với mấy con chó ở đây. Chó mà các bạn, nó phải tiếp xúc hoài nó mới quen được. Giờ mình phải dắt nó đi gặp một con chó khác đỉnh hơn, dữ hơn, bự hơn. Đó chính là Bùn Đệ. Tới địa bàn của ông Bùn Đệ nè các bạn ơi. Bữa nay mình có gọi thằng Phong, Vinh với ông Cô Tí ra nữa. Để nhiều khi ông Bùn Đệ có khùng lên á, cũng có người tiếp ứng. Chứ mình cũng sợ nó dữ lắm. Ê, chơi với chó già nữa trời. Nè. Đi, bự dữ vậy quan. Tại cho ăn thịt gà không đó mày, hai mấy ký đó. Ê, nó hung không vậy? Hiền khô à. Mà anh này anh dẫn nó tới đây làm chi vậy? Để giao lưu với ông Bùn Đệ chứ làm gì? Mà tháng trước tôi thấy nó khoảng chừng 10 ký gì, tháng này chắc 20 ký quá hả mày. Cho ăn thịt gà không mà. Ê. Trời 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 trời. Thôi, giỡn với con chó già đi mèo. Giỡn đi con. Tự nhiên đi. Cái gì tao mới nghe mày gọi nó tên vậy? Mèo. Ông nội. Con chó người ta ngậu gì nè, mày nhìn cái mặt của nó đi. Nè, giống sư tử không? Nó không giống sư tử, cũng giống chó sói. Ta đặt A Sói A Hổ. Mày đi đặt nó tên A Mèo. Ờ, tao muốn đặt tên gì tao đặt chứ. Đặt gì cho dễ thương chứ mày. Ê, dắt vô cho giao lưu với Bùn Đệ đi. Được rồi. Mày không sợ con Bùn Đệ tao cắn nó chết à? Tao có chuẩn bị hết rồi, Bùn Đệ tao còn sợ hơn hấu chiên con chó của tao. Nè. Gõ mõm. Gõ mõm. Gõ mõm. Chụp cái mõm nó lại. Đúng rồi, dẫn nó vô gặp con Bùn Đệ đi. Rồi đi 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 đi. Hết sợ rồi. Hết sợ rồi. Đi con. Đi 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 đi. Vô gặp đại ca. Đây nha mày, nhìn trên dưới nha con, đi con. Đừng có cắn tao nha mày. Đi đây. Đi ra. Nhắm ổn không anh Quang? Mình có cần vô trong phụ anh Vinh đeo cái gỗ mõm cho con chó không vậy? Anh thấy chắc không cần đâu. Tại Bùn Đệ là chó của con Vinh mà. Nó hung dữ với người ta thôi chứ có hung dữ với chủ nó đâu mình sợ. Đúng rồi. Vậy giờ mấy anh em mình ra ngoài ngồi chờ đi. Chứ ngồi đây chi trời. Vậy đi ra ngoài đi. Đi. Rồi đi con, đi con. Đi. Nhẹ ghê quá. Ôi. Trời trời trời. Đó, nửa chùi hán rồi. Thằng ơi. Mày đứng yên lại coi. Rồi cái gò mõm của tao đâu? Sao mày không chụp vô cho nó? Mày hay quá, mày vô đây mày gõ nó. Nó mạnh như con trâu vậy đó ông nội. Một mình tao không có đủ sức. Ừ, mày dẫn con chó mày vô đây giao lưu đi. Tao vịn nó nè, mày đừng có sợ. Đây nè. Rồi 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 rồi. Rồi trời ơi. Không lẽ con chó này mạnh hơn tao sao? Trời ơi, này nó chết nhát dữ vậy. Ra đây Bùn. Ra đây đi con. Ừ. Rồi nè. Lẹ lẹ đi nha, mỏi tay đó. Bùn, nghe sư huynh nói nè Bùn. Bùn, nghe sư huynh nói nè.
thằng em nó mới lớn, con cắn nhẹ thôi nghe không? Ừ thôi nó giỡn đó chứ cắn vàng gì vẫn giỡn rồi nghe con. Ờ đây nè nè nè. Nó thèm chó tao hay gì mà thèm đâu mà thèm, nó có cắn đâu không biết nữa. Đây nè tao nói dây ra chơi rồi đó. Nó không có cắn đâu, không có cắn đâu. Nè nè, thử thử thôi nè. Em còn nhỏ vậy con. Trời ơi, tao đã dặn rồi, có cắn cắn nhẹ, tao mới dặn rồi mày. Nè, nó không có cắn hay không? Mày đẩy con mèo lên, mày đẩy con mèo lại coi, không có cắn. Không có cắn, liếm không à. Liếm không à. Nè 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 nè. Táp đâu mà táp. Táp đâu mà táp. Nè, nó táp đâu? Nó hửi không à. Tại nhìn cái mặt xấu trai quá mày ơi, nó không xấu. Thấy không, đặt tên buôn đệ thấy ngầu rồi, mày đặt tên âm mèo ông nội. Không có, không có cắn đâu. Nó thèm tao hả? Thèm chó tao mày? Nó thèm mày gì vậy mày? 5 minutes later. Không. À, liếm giỡn không à? Giỡn thôi chứ hồi chó mày cũng ướt nhẹp á. Nhẹp nước miếng đó. Nước miếng nó chảy chảy sát cái miệng luôn kìa. Rồi, thử ra, thử ra. Bắt đầu chó tao hơi quen đó. Quen rồi, quen rồi nè. Không mấy giờ gì nè, mày bỏ con chó mày đây đi, thiệt. Xong rồi mày ra ngoài kia đi. Mày ra ngoài hàng gạo đi rồi tao buông con buôn ra chỗ giỡn. Trời ơi, không có ăn thịt đâu. Cùng lắm mà mua con chó mới mày thôi. Sợ gì? Có gì mày dịnh cái. Ừ. Rồi mày thả con mày ra đây. Bỏ ừ. Thả ra đi. Rồi. Mày phải chạy lẹ đi, tao buông bây giờ đó. Lẹ đi, tao mỏi tay lắm rồi. Rồi đóng cửa lại đi. Đóng cửa lại. Rồi khóa ha. Rồi nè nè nè, coi nè. Tao buông ra nha, để tao dịnh. Nè nè nè, bình thường ha. Vậy mày. Nè nè nè, bình thường ha. Thấy không? À giỡn. Giỡn. Giỡn, trời ơi cắn đâu mà cắn kìa. Giỡn. Giỡn. Đang giỡn, gì nước miếng không vậy ông nội? Thằng ơi, giỡn gì mà nước miếng chảy một lửa hết trơn vậy con? Ông nội. Ở trời ơi, giỡn gì kìa? Nó giỡn mà như nó thèm thịt chó mình vậy các bạn ơi. Giỡn hay cắn nè mày? Giỡn không? Để tao buông ra nghe, tao mỏi tay lắm rồi đó. Buông đi. Tao buông ra nghe con. Giỡn đi. Tha hồ giỡn. Giỡn giỡn các bạn ơi. Thánh thần ơi, nước miếng chảy kìa. Thánh thần ơi, giỡn kìa. Các bạn coi nó giỡn mà nước miếng nó chảy kìa các bạn. Trời ơi. Rồi. Ổn rồi đó nha. Coi như là con gì, con ameo của mày đi tới đây là bái nhập làm đồ đệ của ông Bình đệ, ok rồi đó. Chung là chắc chừng khoảng chơi một hai lần nữa là thân rồi đó. Thẳng thần ơi, giỡn gì mà coi cái đít của con chó còn quan trọng. A few moments later. Vô đây chút xíu ơi. Hai con chó nó giỡn mà mình mệt luôn á các bạn. Tính ra ông Bình đệ nó hiền anh Quang. Mới đầu hả con chó này vô nè, nó làm hung dữ. Xíu toàn giỡn không chứ đâu cắn đâu. Con Quân Đệ là anh biết nó hiền từ hồi đó tới giờ rồi. Rồi, phải không mày nha? Giả bộ sợ cho các bạn vui vậy thôi chứ có ở đâu. Nè, cầm giùm anh, cầm giùm đây. Qua đây nè, mèo. Mèo. Mình có hẹn với nó. Mèo mệt nó hả? Ừ. Ôi, đau quá các bạn ơi. Nhân, tối nay em rảnh nguyên buổi tối luôn đúng không? Đúng rồi anh. Vậy giờ cái lịch hẹn của mình qua 8 giờ giùm anh nha. Ok anh luôn rồi. Rồi. Ủa anh Quang, anh hẹn người ta mấy giờ thì anh phải giữ chữ tín chứ, anh đổi tới đổi lui hoài vậy. Rồi giờ em nhìn đi, chó của anh nó giỡn với ông Buôn Đệ xong á, lông ướt nhẹp thú quắc vậy rồi đi lên chợ anh chó nào dám giỡn với nó nữa. Nha. Rồi nói chung là 8 giờ tối nay anh có hẹn với Nhân á, em với cô Tí có đứa nào rảnh không đi chơi chung cho vui. Có, tối nay em rảnh. Rồi đi, cô Tí rảnh em không? Em mất cắt clip rồi. Vậy thôi, rồi. Anh với Phong đi cũng được. Rồi anh nhắc chó về tắm nó một cái đã. Rồi. Hiện tại thì hai anh em mình với ông Mèo đang ở quảng trường trung tâm thành phố Cao Lãnh nè các bạn ơi. Ở đây cho sáng rồi phim cho dễ. Hồi chiều mình có hẹn bạn mình tại đây rồi. Nhưng mà do anh em tới hơi sớm cho nên nó cũng chưa tới nữa. Mà con chó đó nó bự không anh Quang? Em tới nhà nhăn hoài mà em không thấy. Nó cũng không bự lắm, chó cỏ mà. Nhưng mà được cái là Nhân chăm sóc kỹ lưỡng lắm nha, cho nên chó đẹp lắm. Đợi chút xíu đi, nó tới như vậy. Giờ đó, anh em giờ mình đi lâu rồi đó. Đi vòng vòng chơi chút xíu đi. Rồi đi. Đứng lên con. Đi. Ủa nó tới luôn rồi kìa. Kìa tới kìa. Đi. Ê, giờ tới hả? Ủa này màu lớn dữ nhận. Màu lớn gì vậy? Thôi. Giỡn chứ mày. Nó giàu lưu. Đó là biệt hiệu của nó là bậc thầy thánh thiện đó. Nó tên gì? Tên Ngáo anh ơi. Anh tới hoài mà anh không có hỏi nữa. Được mấy tháng ta? 6 tháng hả?
con này cũng cỡ 6-7 tháng rồi. 6-7 tháng rồi. Rồi giờ vậy là lớn hơn con anh, nhưng mà nhỏ con hơn nha. Ôi nó giọng cho cỏ không ta? Bộ đồ là giờ biết mạnh. Cho cỏ phải không? Cho cỏ. Rồi giờ cho nó chơi chung chút xíu đi. Hồi đó giờ chưa gặp nhau. Thử rồi nè. Rồi, cái này là bắt cặp luôn rồi, Rồi để cho nó chơi chút xíu cho làm quen đi. Thì chó của Nhân nó chăm sóc kỹ lưỡng dữ lắm nha các bạn. Cho nên là lông trắng tươi sạch bon luôn nè. Đó, cái này là dạng chó cỏ, lông nó ngắn cho nên là cũng sạch sẽ lắm. Đó, rồi để cho nó chơi thử rồi. Rồi buông ra thử Nhân ơi, thả dây luôn Nhân ơi. Đó, thử coi. Trở lại. Đúng. Đó. Chắc không cắn nhau rồi ha. Ê, nó hiền không mày? Hiền có à, người ta thân thiện đó. Vậy là nó giỡn. Để anh thả dây luôn thử rồi. Thả dây luôn nha. Rồi giỡn đi. Giỡn, quen rồi đó. Bắt đầu quen rồi đó các bạn ơi. Thường thường là mấy con chó mà nó thân thiện á, nó tiếp xúc được với nhiều người á, là nó gặp nhau nó giỡn dữ lắm. Còn chó nào mà mình nhốt riết gặp nhau là nó cắn dữ lắm luôn á. Cắn mình càng không được luôn á. Kìa đang giỡn đáng kìa. Rồi, lại đây quay nào không ơi. Ê, cái gì vậy? Dạ. Chạy dữ á. Đó, giỡn đó, giỡn đó. Giỡn như muốn lần vậy đó. Đó. Meo. Ông này ông nhỏ mà ông cũng sung quá trời à. Đó. Đây. Meo. Ơi, càng xíu đi nó mệt á. Nó sung các bạn ơi. Kiểu như là lâu lâu rồi gặp bạn cũng cỡ tuổi á, chạc tuổi. Rồi cũng thích giỡn nữa giống nó. Cho nên là nhào tới không nè. Đó. Con trắng con đen giống như kiểu hắc bạch vô thường vậy đó. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta vẫn chưa có qua. Thì thông thường trong cái dịp Tết này á, thì người dân của mình sẽ có những cái trò chơi truyền thống như là chọi gà, chọi cá, chọi chim. Thì hôm nay hai anh em mình xin góp vui bằng một cái trò chơi, đó chính là chọi chó nghệ thuật đẳng cấp hơn, đỉnh hơn. Thì cái cuộc thi đấu này gồm có hai chó sĩ trắng mang quốc tịch Việt Nam cân nặng 20kg, chó sĩ đen mang quốc tịch Đức cân nặng cũng 20kg luôn. Đồng hành cân. Gọi cái thể lệ cuộc chơi này sao anh Quang? Thì bây giờ cũng giống như đấu vật vậy. Bạn chó nào nằm sân quá 5 giây thì bạn đó thua. Ồ rồi mà con thắng được có được thưởng gì không? Các bạn chó thắng á thì sẽ được các bạn chó thua chung cho 20 cây chúc chích. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu chưa? Phong làm trọng tài luôn đi. Rồi, chơi bắt đầu. Rồi bắt đầu. Xa ra Nhân ơi. Xa ra. Rồi. Thả sức nha, chuẩn bị thả sức nha. 1. Rồi. Chơi. Vô. Rồi Rồi. Rồi. Kỳ á, sao lớn con hơn mà kỳ quá. Kiểu như là cho lông nó dài thôi nhưng mà kỹ năng yếu. Ơi thua rồi. Bây giờ còn giỡn cái gì nữa. Giờ thôi thua rồi thì chút xíu mình chung các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho hai con chó này giỡn với nhau chút xíu đi. Thì thông thường á, các bạn phải cho con chó của mình đi ra tiếp xúc với nhiều người nè, tiếp xúc với nhiều con chó khác nè thì nó mới hiền được. Chứ các bạn thấy mấy con chó mà người ta nuôi nhốt thường xuyên ở trong chuồng á, là đụng vô là nó cắn liền à. Nó rất là dữ tợn nha. Thì hôm nay những cái bài huấn luyện này á, thì mình sẽ tập cho con chó của mình khoảng vài ngày hoặc là đến một tuần luôn á, thì nó mới thuộc được cái bài nha các bạn. Sau khi mà nó học thuộc bài này á, thì mình sẽ tập luyện tiếp những cái bài tiếp theo. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.